Xin chào quý vị và các bạn. Câu chuyện là như thế này. Có một bạn đào Pi có mua lại một cái sim có số là 0365998209. Thì bạn này về đăng ký thử cái tài khoản đào Pi cho người nhà, thì phát hiện ra rằng đây là một cái sim đã được một bạn tên là Hà Thị Tươi đăng ký bằng cái số điện thoại này. Và tài khoản của bạn này nhá, thậm chí đã KYC và có Pi ở trong ví. Câu chuyện này nó liên quan đến cái việc là sim chính chủ mà nhà nước đang bắt anh em chúng ta phải hoàn thiện tất cả các cái bước đăng ký trước ngày bao nhiêu nhìn mình nhớ không nhầm thì là tháng 3, 31 tháng 3 ấy. Thì có lẽ do quên hay là như thế nào đấy, bạn Hà Thị Tươi đã không thực hiện các cái bước đăng ký lại chiếc sim mình vừa nêu ở trên về chính chủ cho bạn ấy, và đã bị thu hồi lại sim. Và khi mà một pioneer khác mua lại thì phát hiện ra là cái số điện thoại này đã đào được Pi. Và dĩ nhiên rồi, trong trường hợp này nếu mà bạn Pi thủ mà mua lại chiếc sim này có thể hoàn toàn sở hữu cái tài khoản đào Pi của bạn Hà Thị Tươi, bởi vì bạn biết là bạn Hà Thị Tươi đã KYC và đã có Pi ở trong ví nhé, thậm chí có Pi trong ví. Các bạn xem ở đây đã có 90, mình xem nào, 93, khoan từ từ đợi mình một chút, 93 Pi. Vì 93 Pi là đang để đấy và chưa về ví, còn đã về ví là 201 Pi. Đấy, các bạn xem một con số cũng tương đối là nhiều. Bạn ấy đã đào được 714 Pi. Thì thông qua clip này, bạn Hà Thị Tươi nếu mà có xem được clip của cây Invest TV thì có thể liên hệ lại với bạn mà mua lại chiếc sim này theo cái đường link Facebook mình để ở phía dưới. Và nếu mà ai là bạn bè của bạn Hà Thị Tươi mà biết được cái thông tin này thì cũng xin thông báo cho bạn Tươi, hoặc thậm chí đơn giản là bạn chỉ cần gọi lại chính cái số điện thoại mà bạn đã không đăng ký chính chủ thời gian trước, thì chủ sở hữu của chiếc sim này cũng sẵn sàng để có thể chắc là trao lại cho bạn chiếc sim mà bạn đã đã để bị tuột mất ở trong cái thời gian trước. Thì các bạn qua cái sự việc này thì các bạn cũng có thể thấy là các anh em Pi thủ cũng rất nhiều người tốt bụng, khi mà đã không có tư lợi cá nhân vẫn sẵn sàng chia sẻ để gửi cái thông báo đến cho người sở hữu cái tài khoản đào Pi được biết và có thể lấy lại số Pi mà chị Hà Thị Tươi này đã bị tuột mất từ cái sim mà chưa đăng ký chính chủ. Cũng rất là cảm ơn và hoan nghênh cái tinh thần của Pioneer đã rất là tử tế. Mình thật sự nói đây là một cái con người tử tế khi không nổi lòng tham. Bởi vì bạn này hoàn toàn có thể sử dụng, có quyền sử dụng tất cả những số Pi mà đã có ở trong ví của chị Hà Thị Tươi trong ở chiếc sim điện thoại kia. Và cũng qua cái câu chuyện này, mình nhấn mạnh một rằng lại một điều nữa là các bạn cần phải xử lý tất cả những cái thông tin về số tài khoản cũng như là xác minh email Facebook với cái tài khoản app đào Pi của các bạn một cách gọi là cẩn thận nhất để tránh những trường hợp tương tự như thế này thôi. Đây là trường hợp mà chị Hà Thị Tươi gặp phải người tốt, chứ nếu mà các bạn gặp phải những người mà họ có tính ích kỷ, họ hoàn toàn có thể lấy toàn bộ cái số Pi mà các bạn có ở trong ví qua cái số điện thoại mà các bạn đã đăng ký trước đây. Đó, số điện thoại đăng ký chính chủ và được xác minh số điện thoại mà các bạn đang sở hữu là việc làm hết sức quan trọng. Mình phải nhấn mạnh lại một điều như thế. Thế nên các bạn lưu ý cái việc đấy nhá. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV. Nhớ follow kênh Invest để có thể nhận được thông tin cập nhật mới nhất từ dự án Pi Network cũng như là các dự án tiền điện tử khác các bạn nhá. Thank you.